Kính thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, kính thưa các thầy các cô cùng toàn thể các đồng nghiệp trên các đầu cầu. Hôm nay tôi xin trình bày các phương pháp giảm đau bằng y học cổ truyền. Về nội dung thì có 3 phần. Và phần thứ nhất là giới thiệu khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Thứ hai là giới thiệu các phương pháp giảm đau bằng y học cổ truyền. Thứ ba là ứng dụng trên lâm sàng. Thứ nhất, lịch sử phát triển về y học cổ truyền Việt Nam. Như chúng ta đã biết là y học cổ truyền có từ thời nhà Trần, rồi là ngày xa xưa đã Cụ Tuệ Tĩnh đã phát triển phương pháp dùng thuốc và phương pháp không dùng thuốc là châm cứu để trong điều trị bệnh. Đến thời kỳ nhà Hậu Lê thì lại cũng phát triển hơn và có cụ là Hải Thượng Lãn Ông, là cụ Lê Hữu Trác, là ông tổ của ngành y Việt Nam. Và trong cái thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp thì y học cổ truyền cũng phát triển chậm cũng do tình hình chung. Và đến nay thì thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa thì Bộ Y tế đã chủ trương đảng cùng với thực hiện cái chính sách của Đảng và Nhà nước là kết hợp khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại. Khám và điều trị trong y học cổ truyền thì dựa vào lý, pháp, phương, dược, có nghĩa là y học cổ truyền sẽ dựa vào tứ chẩn, vọng văn, vấn thiết, từ đó thiết lập chẩn đoán bát cương, đưa ra bát pháp điều trị và đưa ra cái phương pháp điều trị, đó là không dùng thuốc và dùng thuốc. Thì phối hợp với y học hiện đại thì chúng ta kết hợp các triệu chứng và các xét nghiệm cận lâm sàng để đưa ra cái phác đồ điều trị của y học hiện đại. Từ y học cổ truyền và y học hiện đại có thể lựa chọn một cái phương pháp tốt nhất và hiệu quả nhất cho bệnh nhân. Đau theo quan điểm của y học cổ truyền là gì? Đau thì thuộc cái chứng tý và chứng thống của y học cổ truyền. Về nguyên nhân của đau là do khí huyết không điều hòa, khí không thông, huyết không khí huyết không thông dẫn đến do mất cân bằng âm dương. Và cái phần này thì chúng ta cũng đều biết là thông thì bất thống, và thống thì bất thông, có nghĩa là đã thông thì sẽ không đau, và nếu mà không thông, khí huyết không thông ấy, thì đương nhiên là đau ạ. Về điều trị y học cổ truyền thì sẽ là phương pháp là điều hòa khí huyết hay là hành khí hoạt huyết để lại tạo lại được cái cân bằng âm dương. Các phương pháp điều trị đau bằng y học cổ truyền thì có rất là nhiều các phương pháp, là phương pháp không dùng thuốc và dùng thuốc. Thì về cái phương pháp không dùng thuốc thì có phương pháp điện châm, điện mãng châm, cấy chỉ, điện nhĩ châm, thủy châm, laser châm, xoa bóp bấm huyệt, rắc hơi, cứu. Và những cái phương pháp mà dùng thuốc thì chúng ta có thể dùng thuốc uống trong như thuốc sắc thang, rồi thuốc chế phẩm viên, cao, hoàn, thuốc dùng ngoài như là thuốc đắp, thuốc bôi và xông. Phương pháp điều trị không dùng thuốc thì chủ yếu là chúng ta dựa trên các huyệt vị trên cơ thể. Bao gồm có 12 đường kinh chính và 2 đường kinh phụ. Trong đó là hay thường dùng là 365 huyệt. Tuy nhiên thì bây giờ còn có rất là nhiều những cái huyệt mới nữa. Các phương pháp giảm đau bằng y học cổ truyền thì phương pháp thứ nhất. Các phương pháp mà giảm đau bằng y học cổ truyền thì thứ nhất là phương pháp châm cứu về hay sử dụng bây giờ, đó là phương pháp điện châm. Thế điện châm là một phương pháp châm cứu và phối hợp với kích thích bằng dòng điện. Khi mà chúng ta châm xong thì chúng ta mắc cái dòng điện để kích thích kim châm cứu và có tác dụng tại huyệt. Liệu trình thì chúng ta có thể làm một ngày một lần, và một liệu trình thì có thể 10 đến 15 ngày sau đó nghỉ rồi lại quay lại một liệu trình mới. Chống chỉ định ở trong những cái trong châm cứu ở trên lâm sàng thì có thể là một số các bệnh lý cấp cứu, hoặc là phụ nữ có thai, hay là các bệnh ngoài da, hoặc là đau chưa loại trừ các nguyên nhân ngoại khoa, ví dụ như là đau ruột thừa, vân vân. Phương pháp châm cứu thì theo Mayo Clinic thì có thể ứng dụng là điều trị về ứng dụng trong điều trị các bệnh nhân do hóa trị liệu gây ra, ví dụ như nôn và buồn nôn do hóa trị liệu, hoặc là đau do sau phẫu thuật, đau răng hay đau đầu, căng thẳng hoặc đau nửa đầu, hoặc là mất ngủ, các hội chứng như đau thắt lưng hay đau cổ gáy, viêm cơ xương khớp, hay là đau bụng kinh, đau đẻ cũng có thể châm cứu được, rối loạn hô hấp hoặc là viêm mũi dị ứng. Lưu ý thì trên trên cái trang Mayo Clinic này thì người ta cũng lưu ý là một số những cái rối loạn đông máu thì cần phải chú ý, và đặc biệt là những cái bệnh nhân là có gắn máy tạo nhịp tim, mà đặc biệt là chú ý các bệnh nhân còn đang mang thai.
Phương pháp thứ hai là xoa bóp bấm huyệt. Thì ở Việt Nam thì xoa bóp bấm huyệt là có các loại hình là xoa bóp bấm huyệt để điều trị, xoa bóp bấm huyệt trong thẩm mỹ, hay là xoa bóp bấm huyệt để phòng bệnh và nâng cao sức khỏe. Và liệu trình thì thông thường cũng chỉ một ngày một lần, và cũng thời gian thì cũng không quá là dài. Và đặc biệt là lưu ý cái phần xoa bóp bấm huyệt này đối với những cái bệnh nhân là viêm nhiễm hay những cái bệnh ngoài da và có những cái chấn thương về xương, hoặc là đặc biệt là loãng xương nặng. Cũng theo Mayo Clinic thì tức là trên thế giới thì người ta phân ra được các loại xoa bóp bấm huyệt, như là thứ nhất là massage thụy điển, hay là thứ hai là deep massage, tức là massage sâu và mạnh hơn. Thứ ba là sport massage, có nghĩa là massage trong thể thao. Và thứ tư là các loại massage vùng dành cho những cái chứng đau vùng khác. Và cũng có hiện nay cũng có một cái xu hướng massage, đó là Thái massage. Thì tất cả những trên thế giới thì cũng là ứng dụng massage để điều trị giảm đau rất là hiệu quả. Phương pháp thứ ba đó là phương pháp rác hơi, là phương pháp dùng ống rác để tạo áp lực âm so với áp suất của không khí, rồi úp lên vùng huyệt để chữa bệnh. Cái phương pháp này thì có thể chúng ta dùng âm bằng cách là chúng ta đốt lửa và để tạo áp suất âm, hoặc thứ hai là chúng ta có thể là rút khí để tạo ra áp lực âm. Cái quy trình rác hơi này thì cũng là một ngày một lần, và mỗi lần khoảng tầm 15 đến 20 ống rác cho vùng huyệt. Phương pháp nữa đó là phương pháp điện nhĩ châm, hay phương pháp châm loa tai. Thì trên tai thì có một số các huyệt được quy ước là tương ứng với các cơ quan của trong cơ thể. Chính vì vậy mà khi châm loa tai thì chúng ta sẽ lựa chọn các phương huyệt làm sao mà có tác dụng đến những cái cơ quan bị bệnh tương ứng những cái vùng ở trên tai. Phương pháp thứ năm đó là phương pháp cấy chỉ cắt huyết. Thì phương pháp này thì đã được trình bày ở cái bài của buổi lần trước, thì tôi cũng không nói dài. Và cái phương pháp này là phương pháp được tiến hành dùng một cái loại protein lạ. Thông thường thì hay dùng chỉ cắt huyết vùi vào huyệt để phòng và chữa bệnh. Và liệu trình thì mỗi lần cái chỉ thì có tác dụng khoảng 15 ngày. Sau đó thì bệnh nhân lại được khám lại và có thể là chỉ định theo cái chỉ lần thứ hai. Cái phương pháp cấy chỉ này nó cũng tùy thuộc vào từng bệnh nhân. Cái thời gian tiêu chỉ thì thông thường là từ 10 đến 15 ngày sẽ tiêu hết cái chỉ thì chúng ta có thể cấy lại được. Tuy nhiên là có những bệnh nhân là cái thời gian tiêu lâu hơn thì chúng ta sẽ khám lại để chỉ định tiếp cho bệnh nhân. Chống chỉ định của cái cấy chỉ này thì với các bệnh nhân suy kiệt hoặc là có thai thì mình cũng không dùng, các bệnh cấp cứu, rồi các bệnh lý tim mạch nặng, hoặc là đau như các nguyên nhân như là lao, chấn thương cột sống. Các phương pháp mà nữa đó là phương pháp cứu ngải. Cái phương pháp này là cái phương pháp y học cổ truyền được ứng dụng ở trong dân gian cũng rất là nhiều. Cứu thì được dùng sức nóng của ngải cháy, tức là khi ngải thì sẽ dùng ngải lá ngải được quấn, lá ngải khô được quấn tạo thành điếu ngải và hơ hoặc là cứu trên các huyệt để có tác dụng và phòng và chữa bệnh. Thế liệu trình thì cũng là 10 đến 15 phút một huyệt và ngày một lần. Phương pháp nữa đó là phương pháp thủy châm. Thủy châm cũng là một phương pháp kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền. Tiêm vào huyệt, tiêm lựa chọn thuốc và tiêm vào huyệt để có đạt được cái hiệu quả của điều trị. Một cái phương pháp rất là đặc biệt mà cái phương pháp này để thầy đi đầu đó là thầy Nguyễn Tài Thu, là phương pháp điện mãng châm, là kỹ thuật dùng kim to, kim dài châm theo huyệt đạo, tức là châm xuyên huyệt này sang huyệt kia, có thể trên cùng một đường kinh hoặc trên hai đường kinh khác nhau. Có cái hiệu quả của phương pháp này có tác dụng điều khí nhanh và mạnh, nên là có tác dụng chữa các chứng khó như là đau hoặc là liệt, bại liệt, hoặc là chứng tai biến mạch máu não nhưng mà lâu ngày. Cái phương pháp này thì chống chỉ định là cơ thể suy kiệt, mệt, mà phụ nữ có thai thì không nên dùng. Một phương pháp nữa thì bây giờ cũng ít dùng hơn, đó là phương pháp dùng kim mai hoa châm, là phương pháp dùng kim mai hoa gõ lên mặt da của người bệnh để tạo một kích thích nông trên huyệt để chữa bệnh. Nhưng phương pháp này bây giờ cũng ít dùng hơn.
Về phương pháp giảm đau bằng y học, bằng thuốc y học cổ truyền thì có các dạng thuốc là thuốc uống trong, là dùng có thuốc sắc thang, là các thuốc hoạt huyết, thuốc bổ thận, rồi thuốc trừ phong hàn thấp, và các chế phẩm bao gồm như là cao lỏng hay viên hoàn, viên nén. Và đặc biệt là tác dụng của thuốc này là hành khí hoạt huyết, khu phong tán hàn trừ thấp để giảm đau. Vấn đề sử dụng thuốc y học cổ truyền cũng lưu ý là bệnh nhân không tự ý sử dụng các sản phẩm thuốc y học cổ truyền nếu chưa được tư vấn của bác sĩ chuyên khoa, bởi vì hiện nay trên thị trường cũng có một số những cái thuốc trôi nổi mà nó không đảm bảo về mặt chất lượng. Ứng dụng lâm sàng giảm đau trên bằng y học cổ truyền thì có thể ứng dụng điều trị trong các bệnh về lý về cơ xương khớp, các bệnh lý về hệ thần kinh, các bệnh lý giảm đau cho bệnh nhân ung thư hoặc giảm đau sau phẫu thuật. Và bệnh lý cơ xương khớp thần kinh thì bao gồm các bệnh như là đau vùng cổ gáy hay đau cột sống thắt lưng, bệnh của điểm bám gân hoặc các dây chằng, hoặc là tổn thương vai như là viêm quanh khớp vai, thoái hóa khớp, đau lưng kèm theo đau thần kinh tọa, bệnh đau dây thần kinh liên sườn hay đau thần kinh số 5, vân vân. Trên bệnh nhân ung thư thì theo PubMed thì cũng đã có những cái nghiên cứu đã chỉ ra rằng là cái liệu pháp xoa bóp có tác dụng tích cực đáng kể trong việc giảm đau do ung thư, và đặc biệt là trong cái thời gian ngắn, tức là tức thì, giảm đau tức thì ở trên bệnh nhân ung thư. Về giảm đau sau phẫu thuật thì nghiên cứu của PubMed thì cũng đã chỉ ra là châm cứu đã cải thiện được cơn đau sau phẫu thuật vào ngày đầu tiên sau phẫu thuật, và giảm sử dụng thuốc giảm đau, và phát hiện được của nghiên cứu cái nghiên cứu này đã ủng hộ cái việc mà phối hợp châm cứu y học cổ truyền để bổ trợ trong cái điều trị sau phẫu thuật. Kết luận có nhiều phương pháp điều trị giảm đau trong y học cổ truyền, và phương pháp này thì đều được áp dụng rộng rãi và dễ tiến hành tại các cơ sở y tế ở các tuyến. Tuy nhiên là cần lưu ý ưu tiên lựa chọn chỉ định phương pháp điều trị làm sao cho phù hợp với từng người bệnh, và phối hợp y học hiện đại để chẩn đoán và điều trị phù hợp cho bệnh nhân. Bài trình bày của tôi hôm nay đến đây là hết ạ. Em xin trân trọng cảm ơn. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Hằng. Chúng ta thấy là trước đây chúng ta nghĩ đến đông y sẽ chỉ là những y học cổ truyền, nhưng mà qua bài báo cáo của tiến sĩ Hằng thì chúng ta thấy là đã rất nhiều các nghiên cứu đăng những tạp chí uy tín trên thế giới về các phương pháp giảm đau trong đông y, và đây là một trong những cái phương án mà Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chúng tôi lựa chọn, đặc biệt là sau những cái trường hợp bệnh nhân đã được phẫu thuật can thiệp mà chúng sử dụng rất nhiều các thuốc tây y. Tôi có mấy câu hỏi, vì tôi là bác sĩ tim mạch thì tôi muốn hỏi chị Hằng là tại sao lại trong guideline người ta lại không khuyến cáo cái việc châm cứu trên bệnh nhân tạo nhịp tim. Tôi dùng rất nhiều các bệnh nhân tạo nhịp tim sau đó bị tai biến, bị liệt nửa người, chúng tôi vẫn cho đi châm cứu, mà tại sao trong cái hướng dẫn vừa rồi của chị lại không sự lại bảo là không nên dùng. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn câu hỏi của thầy Nguyễn Lân Hiếu. Thì khi bệnh nhân đang dùng cái máy tạo nhịp tim ạ, và thì là nếu mà châm cứu, nhất là dùng điện châm, thì các xung điện nhẹ có thể kích thích vào kim là cản trở cái hoạt động của cái máy tạo nhịp tim ạ. Khi mà bệnh nhân đang sử dụng cái máy tạo nhịp tim thì không nên dùng châm cứu ạ. Vâng, nhưng mà đấy là mình dùng cái xung điện, thì cái này tôi nghĩ là chúng ta cũng nên rất là tường minh, vì cái máy tạo nhịp tim nó không giống như cái xung điện mà sử dụng bình thường, và nó cũng tôi nghĩ là nó không ảnh hưởng gì đâu, trừ khi là mình dùng dòng điện quá cao, điện châm quá cao, chắc là chúng ta phải nên làm một nghiên cứu thực tế. Dạ, vâng bọn ạ. Tôi hoàn toàn có thể phối hợp với các chị có cho bọn tôi sẽ dùng máy, vì máy tạo nhịp tim mà chúng tôi có hệ thống kiểm tra bên ngoài cơ thể, hoàn toàn có thể được. Thế do đó tôi nghĩ là vì tỷ lệ bệnh nhân đặt máy tạo nhịp tim hiện nay ở Việt Nam rất là cao. Dạ. Nếu chúng ta đưa một cái chỉ định thế này thì có rất nhiều bệnh nhân không được sử dụng phương pháp điều trị mà tôi nghĩ là rất hiệu quả trong phục hồi chức năng cũng như là giảm đau cho người bệnh. Có một cái câu hỏi cho cũng là tò mò đấy. Tôi thấy có cả phương pháp sử dụng laser để giảm đau, nhưng tôi không biết đây là y học cổ truyền hay là y học hiện đại rồi. Cái vì này tôi là... không thấy chị chắc là trong cái bài nghiên chỉ có một câu duy nhất đúng không? Dạ vâng ạ, nó gọi là laser châm ạ, cái này là y học hiện đại kết hợp y học cổ truyền ạ. Đông tây kết hợp. Vâng ạ, có nghĩa là châm cũng tức là cũng là dùng tia laser và kích thích vào tại huyệt ạ. Vâng. Mình đã sử dụng nhiều ở Việt Nam chưa? Hiện nay là có một cái máy của bên y học quân đội, tuy nhiên là vẫn chưa được ứng dụng nhiều ở viện mình ạ. Nhưng mà ở bên quân đội người ta đã làm chưa?
người ta có hẳn một cái máy ạ, và hẳn cái máy nhưng ta có làm không ấy, hay là người ta chỉ có cái máy thôi? Thời gian trước thì cũng đưa vào để thử nghiệm trên lâm sàng đấy ạ. Thế thì mình hoàn toàn có thể phối hợp được. Tôi thấy cái đấy là một cái mà tôi nghĩ là rất là hướng đi mới. Tại vì cái gì mà cân đong đo đếm được thì chắc là cái chúng ta có thể làm nghiên cứu nó dễ dàng hơn, đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, cảm ơn chị Hằng.